Rồi ok, chào các bạn, mình là Lâm Bích Hợp, rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp nào. Rồi ok, bữa nay chúng ta chơi cầu 3 hiệp với lại anh Madrid đi. Mình chỉnh bộ rồng của mình lại chút xíu rồi nha các bạn. Từ từ mình sẽ còn chơi nhiều bộ khác nữa, nhưng mà tạm thời giờ chúng ta chơi bộ rồng đi, mỗi lần đổi mất thời gian lắm. Tại phải coi coi con nào hợp, con nào không hợp nữa. Chứ không phải mở ra có gì cũng bỏ vô được đâu. Quăng con 2000 ra, đương nhiên nó úp xuống rồi. Ai chà, bộ trực bài rồi các bạn ơi. Rồi, ok, giật cho anh giật. Bộ bài này thường không có nhiều con mạnh lắm. Rồi, giật đi, chả sao. Ủa, 5 con nữa. Bộ này mà nó kết hợp với cái lá quán hoàng tài rất lợi hại nha. Rồi kéo máu của ảnh nào. Chưa gì anh kéo một cái bài mình bằng bài ảnh rồi đó. Rồi để coi coi ảnh có cái gì hay nào. À hồi sinh à. Ồ gọi con này lên luôn. Ồ đỉnh đây. Rồi thế chịu rồi. Con rồng né của mình phải chịu trận. Con này tự sát thương nó bị lẻ nó hài hài sao. À không dở lên các bạn. Rồi ok. Rồi đầu tiên là nhái trước đi. Hơi bị phê. Bắt về. Mà khoan lật qua đã cho chắc ăn. No 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 no. Nó lại con sâu à. Rồi đỉnh nha. Bài của mình đi gần hết luôn. Chơi không khéo hồi hết bài chứ đùa đó. Mình sợ có microfoil mấy cái lá nào nó chống công cái này nè, mình mới lật một con qua. Chứ nếu mà được, thật ra màn này mà mình chơi liều mình tấn đánh lên luôn thì cũng được thôi. Rồi đây, ok, vô các bạn. Rồi cộng lại ánh ngàn đi, tiếc chi. Giờ thì mới ít bài hơn ảnh rồi. Lá này tất nhiên là không dùng. Quăng ra cho ảnh sợ chơi. Búp cho con này phát nào cho nó đúng bài. Rồi ok. Rồi xong, cho anh biết mặt anh hùng luôn. Chả sao. À con này rút lại lá tráp thôi. Anh không còn lá tráp nào hết rồi, thôi em bye bye anh. Cho anh giật luôn á. Sao hả ông anh? Không, mà đấu với cái bộ bài giật bài này chúng ta phải hết sức cẩn thận các bạn. Ảnh là chơi cũng đỉnh lắm. Bộ bài này tào lao là hồi mình thua đấy. Rồi, ok, vô chơi tiếp. Đây, anh giật bài thì em cũng giật bài thôi. À, có xuyên giáp nữa khá ngon là có giảm thủ thì mình còn đường mình đỡ. Bộ giật bài của anh vẫn có thần ra nha. Nói chung là hầu như bộ bài nào của Maric cũng có thần ra đó, các bạn chơi sức cẩn thận. Take this. Cái gì đây? Ồ, quăng lá này xuống liền luôn hả? Biết ngay là có báo quan tài mà. Rồi anh bán quan tài thì em cũng lợi dụng cái lá báo quan tài đó của anh. Đi luôn hết 5 lá nha. Rồi giờ quăng lá này ra trước nè. Coi có lá kháng phép đây không. Rồi không có. Loại con này các bạn thôi, nó kéo bài phép của mình. Rồi ok, mất thêm nữa, tí cũng không sao.
có trap hole. À, nhưng mà như vậy mình với ảnh cùng mất 300 cũng không thiệt mấy. À, ok hai anh em mình càng tới nhanh đi cái chỗ hết máu thôi. Vô anh úp bài xuống ăn rồi. Ok úp thì úp, muốn úp muốn ngửa gì cũng được. Về đi để mình còn kéo máu ảnh các bạn. Rồi anh em bắn chấp nhận mất bài thôi. Bộ bài này của ảnh toàn mấy con thủ yếu không à, cứ bắn thì đảm bảo mà ảnh mất máu. Chà giết được con này mà mình cũng có lỗ đấy. Rồi ok ngon 300 thì thôi họ không tiếc. Ảnh cũng mất 300 mà coi như hòa. Rồi xong. Take this. Gì đây? Ồ ra cái ngay luôn. Rồi mỗi bên mất 300. Nói chung là nãy giờ là cứ hòa vốn thôi. Mình mất ảnh cũng mất. Có điều là mình bắn mà không bắn mình sẽ mất 300. Bộ bài này không chơi thủ rồi đâu các bạn. Tại vì thủ thì mình vẫn sẽ mất. Sẽ ảnh không có bắn mình các bạn hiểu không? Bộ này của ảnh đa phần ảnh thủ, ảnh dở lên ảnh chơi mình không à. Rồi ok cái gì nữa đây. À cái lá này nó tránh mình bắn được nhiều phát cùng lúc. Cái gì đây? À thí bài, thí bài. Rồi muốn phá gì? Rồi em chơi với anh luôn. Lỗ nha ông anh. Cần thì sẵn sàng chơi thôi các bạn. Rồi xong. Ảnh hết bài để chơi mình rồi. Con này 4 sao lận các bạn. Cho rút một lá 300 luôn không sao. Ảnh mất tới 1.300 lận. Thua nhé, thua nhé. Này thì giật bài này. Bán quan tài với em này. Rồi ok. Chúng ta thắng. Trời ơi cái lá bài gì nhìn thấy tào lao quá. Ờ chúng ta có một lá bài mới, nó tên là mưa acid. Và lá bài này là chuyên dùng để chống lại bộ robo các bạn. Tại vì nó chuyên chống lại tất cả những lá bài nào mà là hệ robo mà đang ngửa trên đời. Lá bài là chống bộ robo. Vâng vâng, mưa acid một lá bài phải nói là quá là lợi hại. Lá bài này là hiện thân cho biến đổi khí hậu nè. Rồi ok chúng ta chơi tiếp. Vô. Vô đi, vô đi. Hay chà. Rồi thôi, thua nhưng mà ảnh nhường mình đi trước. Không biết là đấu với bộ gì nữa đây. Rồi ok, có con rồng thủ ở đây cũng được. Bộ này nó có con ruby ra gần này thủ công khá là cân bằng. Nói chung là con này công cũng được, thủ cũng được. Có con ngược lại là con Lister thì nó ra cái hai chỉ số để đổi lại cho nhau. Ok, đừng hòng rút bài với em kiểu đó. Cái lá này dễ giúp ảnh lấy thần ra lắm, ảnh đã loại ngay. Chơi gì thần sức mạnh là cũng cần cái lá này nè mình biết. Mà mình không có thích gì thần sức mạnh, thành ra mình không có dùng. Take this. Gì đây? À rồi, rút 3 lá, bỏ 2 lá. Trời, bỏ 2 con đó là dở rồi. Đúng là cái con mình nổ thôi chứ con kia thì không sao bình thường. Ây da, kèo mày đau rồi nha. Đi mất con rồng ruby của mình rồi. Ây da da. Khoan khoan, úp xuống đề phòng các bạn.
bắt lá bài này của anh về. À là lá này. Rồi không sao không sao, chuyện nhỏ. À, vậy thì ảnh lại lỗ. Vậy thì mình cũng không cộng lá bài, mình cũng không cộng máu cho ảnh được. À cũng thông minh đấy. Wow. Giá này Maric quýnh kinh dữ ta. Ồ, đi mất hai con rồng hồng ngọc của mình rồi. Con này của mình hệ quang không quăng ra được. Ồ, hồng ngọc long của mình. Rồi đã thế thì chơi với anh luôn. Đây cho này là hàng thiệt mà chất lượng ngang với hàng giả thôi. Vì chứ Trung Quốc là chuyên gia mà, nói chung nhờ cái nguồn nhân công giá rẻ, nguyên liệu giá rẻ, cái gì cũng giá rẻ, là làm ra hàng hóa chất lượng tương đương nhưng mà giá rẻ hơn. Rồi ok, rồng hoàng đế đâu ra trận đi. Con lồng này đó là rồng Alexander luôn, Sandri luôn này, đặt theo tên của hoàng đế Alexander để đế. Một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất của lịch sử loài người. Như là trong thời cổ đại có 3 vị tướng là Alexander của Macedonia, Caesar của La Mã và ông Hannibal của Carthago. Phong ấn chi thuật. Ha ha. Rồi rồng né đây. Để coi có ảnh dở trò gì. Ồ dạ, ra được con này là hơi bị đỉnh mà cũng ra không công được. Ồ, Jinjo nha. Jinjo ra cái sân này là ngon rồi. Sân này nó búp cho hệ âm rồi, Jinjo lại là máy móc nhưng mà là hệ âm. Rồi xong, tắt cái đài chú chưa. Tưởng gọi được con quỷ tứ diện ra dọa mình. Ôi vui quá xa là vui à, la 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 la. Sức mạnh của xuyên giáp đây á các bạn. Con này là con cộng máu. Tàn 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 ra bài quá đúng lúc. Rồi hồi sinh chi thuật, gọi con gì lên đấy. À con này á. Con này hệ thủy thì không được cộng rồi. Bắn nhầm con này thì bay vô thôi. Rồi thôi no. Bay vô. Chắc là bay ra lại nè. Rồi úp xuống rồi cho Shinzo bắn một phát gì đó. Thủ hay công giờ gì cũng chết à. Con này hệ âm nó cũng được cộng luôn. Rồi xong. Cho rồng cầm rìu của Phan nha một phát. Maric xanh mặt rồi. Nãy hồi sinh con nào thuộc tính âm thì có lẽ ngon hơn. Tại hồi sinh con thuộc tính âm thì cậu bắn con này của mình. Ha ha ha. Thắng rồi, thắng rồi. No no no. Rồi ok, chúng ta chơi tiếp. Hơi sạm. Ra cái con này đây. Cyber ra luôn cái bình ra nè. Cái hũ cốt là máy móc các bạn. Lợi hại, lợi hại. Đấy. Vậy đi. Rồi, đau đấy, đau đấy. Đau đấy, lợi hại đấy, lợi hại đấy. Nhiều lên chút đi, nhiêu đó thấm tháp gì. Thì ra là sợi dây chuyền.
Rồi xong. Rồng này là rồng né cơ mà. Này thì quỷ huyền thoại hả, cũng ăn đòn rồi. Gì đây? Ồ, hồi sinh chi thuật. Ồ, ủa là qua thủ hả? Rồi, đã thế thì chơi luôn. Đừng tưởng là anh chặn được con rồng Alexander của em. Chết nha. Nói chung là anh toán mình nãy cú đó cũng hơi đau đấy. Nhưng mà nhìn chung là mình lật kèo được rồi. Máu ảnh giờ máu hơn máu mình có 500 thôi. Hồi sinh chơi tiếp. Ôi trời ơi. Ây chà, hảo hán, hảo hán. Ây da, thiệt là hảo hán. Dở lên cho vui nhà, vui cửa. À, không dở lên là cũng dở rồi. Ok, úp xuống. Trời ơi, hai con sâu. Ra sâu kiểu này nó phê lắm. Trời ơi, thêm con này nữa. Rồi, con này thường. Thần ra cũng tầm thường. Rồi, con này. Con này chắc ngửa luôn. Rồi, ok. Rồi, ok luôn. Ôi giời ơi, cảm giác nó thiệt là vô mốt á. Rồi, chơi đi ông anh ơi. Chơi đi, hãy chơi đi, đừng ngại ngùng. Âu chù cha, pha này là mình hơi ớn. Nhưng mà không sao. Chơi đi, với con này thôi các bạn. Cho anh rút thêm lá bài. Mình đỡ mất máu. Giờ máu mình đang về không dám chơi liều. Rút thêm lá bài mà bây giờ ảnh dùng bài thì hồi ảnh lỗ thôi. Mình kéo bài được ảnh nhiều hơn. Cái gì đây? Rồi ra được cái sân thôi cũng là bà. Ôi giời ơi, 5 lá nha. Rồi xong, 4 lá cũng được. Giật được hai con sung manh luôn. Rồi xong, đỉnh quá là đỉnh. Rồi không sao, chuyện nhỏ. Ôi trời ơi. Cái cảm giác này nó phê quá. Rồi xong, phang nó ngay. 1000. Ảnh tự lấy của ảnh thêm 1000 nữa cho coi. Chơi đi. Hồi sinh hả? Rồi ok. Gì đây? Rồi cho rút bài luôn, không sợ. Ôi giời ơi. Chết chưa, chết chưa. Quýu rồi, quýu rồi. Rồi. Giật được 6 lá luôn. Rồi xong phim. Có nhiều bài mình kéo gần hết rồi. Ồ, không lật bài qua luôn, coi như chịu, sẵn sàng chịu chết rồi đấy. Ây da, à, mình quên mất mình bị cái này. Con này cũng hệ phong. Bắn. Con này nó ngáo quá, tự nhiên nó tự động nó lật qua mới chết mình đây nè.
đừng hòng. Ây da, ây da, kèo này Maric phản công hay đấy. Ồ, mình còn được tí điểm. Chà, dáng này hấp dẫn à nha. Rồi, ok, hên quá, dáng này mình ăn. Ăn hên, tại ra được con ba có lá bài mạnh. Hồi nãy tại mình sợ mình lo phá lá trên kia, đây là phá lá này tốt hơn, tại cái lá này tạo lợi thế cho ảnh. Cái lá này tạo ra lợi thế rất lớn luôn. Người ta nói 100, 200 mà đã giá trị rồi, con này nó cộng 500 luôn thì nó quá giá trị đi. Ồ, một con sói. Giờ nó chỉ tên là sói thôi, không có gì đặc biệt. Còn con này tên là Sinato King of Higher Plan. Lá này, này hệ quang tiên và retour, nó là tiên, bộ chơi bộ tiên dùng con này. Mà tiên này là tiên retour các bạn. 3.000 rồi, công thủ dạng toàn thế. Võ công rồi, nhìn là thấy là lợi hại rồi. Nói chung là đây là vua của tiên mà mấy con tiên biết bay. À, cái lá này thì nhiều lắm rồi, không bàn nữa. Còn con sói này thì nó chắc là giống như con Bạch Nguyệt Ngân Lan bên bản của Yugi thôi. Mà bản này nhìn là đây là bản thường, còn bản kia là bản xịn. Rồi, ok. Vâng, em biết chuyện này không thể xảy ra. Em còn không tin là nó có thể xảy ra cơ mà. Rồi, ok anh em, mình giao lưu nào. Nãy em nói rồi, mình chơi 3 hiệp. Chơi anh em lấy bài nhiều tí đã, để hồi em mấy tập nữa em còn đổi vào bộ khác em chơi, chứ chơi bộ rồng hoài anh em cũng nói là sao không đổi bài. Hầu như em đi trước nữa, bữa nay anh Maric vui thế. Rồi, vô. Rồi, Hồng Ngọc Long đâu? Rồi, chúng ta đấu với bộ gì đây? À rồi, con này thì không sao. Gì đây? Ủa, bữa nay xài sân nhiều dữ anh. Rồi, pha này coi như hòa đi. Rồi, báo quan tài. Lại bán quan tài. Rồi, thấy con này ra là anh cũng ráng rồi phải không? Con rồng cầm rìu này á, hễ mà không còn là trên sân, con nào trên sân là tự động nó lật qua thôi. Dở cái chỗ đó. Rồi, gọi con khác ra đi. Wow. Rồi, chuẩn bị. Chơi đi. Quên mất cái càng, nó tự động nó gọi con khác lên được. Ha. Rồi 2.500 pha này đáng, không sao, không tiếc. Rồi 300. Mỗi bên mất 300. Chà, lật lên là vô tình mất con Hồng Ngọc Long rồi. Được sao con kia nó lại ngu, nó lại tự lật qua nữa mới chết mình chứ. Quên pha đó hồi nãy hơi dở, quên tính. Hơi ngáo. Rồi thôi không sao. Rồi, ok. Không sao, cũng may ra ba cái kiếm đúng lúc. Cái gì đây? À rồi, bỏ rút ba lá, bỏ hai lá. Bỏ thật ra xuống luôn, chắc để hồi sinh rồi. Trời ơi. Cảm giác cái pha này tự bóp hơi bị đau. 900 vết ở gì. Oh, hồi sinh thần ra lên luôn. Quá đỉnh. Rồi, ok. Vui quá xa là vui. Rồi, ok. Phong ấn chi thuật. Này tính dở lên chơi mình hả, đâu có dễ thế.
Rồi quăng con này ra, đóng băng thần ra lại. La 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 la. À chơi, phải bắn qua lấy con này bắn trước, sau đó là để nó ra con khác thì mình còn bắn được. Quên mất. Hơi ngáo. À, làm sao con này mình bắn được nhưng mà sau đó con rồng băng của mình sẽ bị suy yếu. Lại ngáo nữa. Rồi sẽ tới dáng này mình ngáo nha. Rồi, ok. Tiếp tục anh em mình solo nào. Thần ra thì đang bị chặn rồi. Ôi trời ơi, thêm một con này nữa. Bắn. Là con này. Cứ vậy mình kéo sạch máu ảnh. Rồi rút đi anh. Chà, tỏ ra nguy hiểm dữ ta. Hơi đau. À, đây rồi. Bắn thử. À, có con nào đâu mà ha. Rồi xong, ok. Thật ra bị đóng băng các bạn. Chà, gọi được con tinh tế này ra là hơi bị lợi hại đấy. Ồ, thần ra trở lại. Rồi không sao không sao, con chịu được. Chà, giá này thua sắc sao quá. Nhưng mà cái lá báo quan tài này nó hại ảnh. Rồi ok. Tăng 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 tăng. Cay không Maric? Cái pha này là cay lắm luôn á. Cay quá xa là cay. Rồi tức quá, đi giành đi trước rồi, không cho mình đi trước nữa. Rồi thôi em cũng không có muốn giành đi trước với anh. Ôi cay quá xa là cay. Ôi cay quá xa. Hà, à anh cũng có lá này à. Rồi vậy cũng tốt. Tan 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 la 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 la. Rồi hết hồi sinh. Mừng tân hôn cho con chú rể mới. La 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 la. Ôi giời ơi, thôi úp lá này xuống. Để coi ảnh chơi cái võ công gì. Cái gì đây? À rồi, rút bài đi anh, ra thần ra nè, em rất biết ơn ấy. Wow, phá thế của mình luôn. À, không, 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 không. Năm lá. Không có lá nào thật sự giá trị mà thôi cũng được. Rồi, võ đạp. Đạp. Ở đây có con nào giá trị không? À, không có rồi.
Ở đây mình cũng không có con nào thật sự giá trị. Giày thì hơi lỗ, mà thôi kệ cũng không sao. Để coi anh có ra được con quỷ huyền thoại hay không nhá. Rồi, rồi vậy là lát anh chưa rút được. Giờ thì không đóng băng được nữa rồi. Con này nó vừa ra mặt định nó cộng nó 500. Nó giống như con phù thủy ở bên của cây ba vậy đó. Nhưng mà có điều phù thủy cây ba ra ba con được. Con này nó ra được có một con thôi. Con này hình như bị giới hạn dùng hay sao không. Ít khi nào thấy anh xài hai con lắm. Để bữa nào ra coi xài qua bộ quỷ rồi coi con này thử. Ồ, con hồng ngọc long của mình. Chà, hồi sinh con nào lại chơi bây giờ. Ừ chà trời ơi. Thôi hồi sinh lại đi. Để coi coi con này hồi sinh lại nó có xài được cái effect của nó hay không nhá. À không được rồi các bạn, không được không được. Vậy là lỗ rồi. Rồi nãy xài lại con rồng trong hang thôi. Tại mình thử hồi sinh nó lại coi coi hồi effect được không. Đóng băng con này luôn cũng được. Lỗ rồi, lỗ rồi. Không sao, mình thí nghiệm bất quá thua quýnh văn nữa. Rồi, ok. Nhập vô. Hồng Ngọc Long ra trận. Ha. Oh, Marufo. Rồi, ok. Bộ đỉnh. Chà, đau quá, nhưng mà sao 5 con không ra được con nào vậy anh trai. Ồ, Maric đánh nhiều pha đỉnh phết chứ đùa đó. Nhầy thì không mấy giá trị. Rồi thôi kệ đi. Có nhiều xài nhiều, không khen không chê. Nãy đừng bắn thì tốt hơn. Tại thấy có con lát ráp mà không nghĩ là nó lại là Merophore. Chứ không mình lật qua cộng vô cái cho thủ lên 2004 là muốn đục một tiếng của mình là không phải dễ đâu. Rồi bây giờ phải ra được lá nào đó thực sự cái giá trị mà tính ra nãy giờ anh bị kẹt bài hay sao ấy. Ồ ra bài về chết tôi. Rồi xong thua. Ok, dáng này chúng ta thua một trận đi cho anh Maric ảnh vui các bạn. Chứ nãy giờ ảnh mình thắng không mà ảnh thua nhiều dáng này là ảnh thắng đấy. Cho nên là ảnh cũng đang buồn lắm mình thắng. Nên là chơi bạn bè chơi với nhau nên đôi khi mình có thể thắng mà mình nhường nó thắng dáng này cho nó vui. Chứ mình thắng hoài nhiều khi nó tới lúc chơi xong rồi mãi mất tình cảm nữa. Rồi, ok. Tình cảm đôi khi quan trọng hơn. Rồi đây, ok. Vô đi. I tire of wasting my time with you. Sân nữa. Ồ, bữa nay anh Maric chơi bao sân. Thủ. You're merely postponing the inevitable. Rồi, đã thế em thủ luôn. À là con này à. Ôi trời ơi, tuyệt vọng chiến vụ. Quá ghê, quá ghê. Rồi đã vậy thì em lấy con sâu ra em nói chuyện với anh tí. Rồi đang kiểu này mình không chơi là ảnh đâu các bạn. Ồ hồng ngọc long của mình. Để coi ảnh chơi tới chiêu gì. Ôi chà. Rồi sao ít nhất giật được quả 5 lá. Rồi đã thấy dáng sao em giải tỏa mặt bằng luôn. Ồ hồng ngọc long của mình.
Rồi. Giờ ông anh thích chứ gì? Thần ra đâu? Em mượn thần ra một tí. Rồi vô. Tự đang đầy máu kéo xuống còn đúng 1000. Rồi đây. Sức mạnh quá ghê gớm. Thôi mà nó chơi mình thua ngược, nào mà nóng hay ấy nha. Cái chơi bộ Maric này nhiều lá bài ghê gớm lắm. Rồi để coi, ảnh thì giờ chắc đứng hình rồi. À, còn lấy gì nữa? Rồi hồi sinh con này là hồi sinh con này lên làm gì? Rồi. Ồ, nhập ma tâm pháp. Quá ghê. Chà chà chà, ghê ghê ghê. Rồi. Rồi, ok ok, chuyện nhỏ mà. Thần ra dính nhập ma tâm pháp, lâu rồi mình cũng không dùng lá này để chống lại thần ra nha. Cái nhập ma tâm pháp này lâu lắm rồi mình không có xài á. Sau hai lượt lá bài của đối phương sẽ chết, lá này tự động bay về để xài tiếp. Nói chung là hơi mất thời gian tí, nhưng mà đụng phải mấy bộ con bài mạnh dùng lá này để mình câu giờ cũng được. Không chà. No 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 no. Rồi ra đi. Rồi thôi không sao, chuyện nhỏ, không đau lắm. Có 1700 thôi, ok, coi như bị bắn trực diện phát đi. Giật của anh thêm 5 lá nữa. Thủ luôn. Rồi, cũng đỉnh. Trời ơi là trời ơi. Rồi thôi, coi như là trời xanh không thương anh đi anh ơi. Rồi đây, thiết thủ giáp luôn đây. Rồi xong. Cái này đúng là một pha fatality luôn này. Rồi no 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 no. Thôi được rồi các bạn. Dark Chimera. 5 sao mà vậy, đúng là cái đồ thứ đồ để chân. Con Chimera này bé anh gia cũng không thích rồi. Con khủng long này rất là nhiều quá cũng chán. Con này thì thôi không nói đi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.